Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, mùng 6 tháng 7 năm 2000, mùng 6 tháng 7 năm 2015 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bùi Huy Sơn nhấn mạnh, các hoạt động xúc tiến thương mại đã được Cục triển khai đồng bộ, hiệu quả, khai thác tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước. Các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2010-2014 đã thu hút hơn 21.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp đã trực tiếp giao dịch và ký kết hợp đồng với tổng trị giá hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và doanh số bán hàng đạt trên 1.000 tỷ đồng và gần 5,3 tỷ đô la Mỹ. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao huân chương lao động hạng nhất cho tập thể cán bộ Cục Xúc tiến Thương mại, kỷ niệm chương cho những cá nhân có thành tích vì sự nghiệp phát triển ngành công thương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước hiện đang hội nhập và sẽ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Quá trình hội nhập mang đến những cơ hội rất lớn, nhưng kèm theo đó là những thách thức. Vì vậy, Cục Xúc tiến Thương mại cần đánh giá kỹ hơn cơ hội và thách thức, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước.